Kính chào quý vị và các bạn. Video hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị một con máy cưa vanh của Nhật. Con này thương hiệu Hitachi. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết về con máy. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Hitachi một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Con này thì bánh đà của nó là bánh đà 30. Bàn của nó rộng 40. Con này nọng gỗ dày thì được 25. Mặt bàn rộng 40 nhé. Máy thì rất đẹp, đầy đủ đồ. Con này thì vừa về chiều hôm qua. Thì bây giờ mình sẽ test máy luôn cho các bạn xem. Tổng thể con máy thì rất là ok, máy đầy đủ đồ. Bây giờ mình sẽ tháo bên trong ra cho các bạn xem. Máy của nó rất là đẹp luôn này. Bánh đà của nó này, lưỡi. Lưỡi hiện tại của nó là lưỡi xẻ nhé. Các bạn muốn vanh thì các bạn phải thay lưỡi nhỏ nhé. Đấy, lưỡi này là lưỡi bản rộng 6 phân để xẻ. Còn nếu các bạn muốn vanh thì các bạn phải thay cái lưỡi nhỏ. Mình bật thử cho các bạn xem này. Đồ đạc của nó thì rất đẹp. Ở đây nó có một cái hãm. Đấy. Cái hãm như kiểu cái má phanh ấy. Đấy. Nó sẽ hãm cái bánh đà này lại nhé. Ở đây nó có hai cái tay nắm. Để các bạn, cái tay nắm trên này các bạn xoáy ngược xoáy xuôi thì nó sẽ làm tăng, giảm cái độ căng của cái lưỡi nhé. Ví dụ các bạn muốn tháo lưỡi thì các bạn xoáy cái nút trên này. Các bạn hạ nó xuống để tháo lưỡi ra. Còn cái này nó chỉnh cái độ nghiêng của bánh đà là làm cho cái bánh làm cho cái lưỡi cưa này nó ra vào đấy. Đấy. Thì con này thì đồ đạc của nó rất đẹp đấy, các bạn quan sát kỹ các bạn thấy đồ này, đồ đạc của nó rất đẹp luôn. Đấy, các bạn lại nắp nó vào nhé. Nó có khóa hết nha các bạn nhé. Đó. Thì nói chung thì con này thì nó cũng đơn giản thôi, nó không có gì phức tạp. Bây giờ mình sẽ test máy thử cho bạn xem này. Cưa của nó cưa rất ngọn nhé. Cái này là lưỡi cưa nạ, cưa xẻ. Còn cưa vanh thì các bạn phải thay lưỡi nhỏ. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.